Chào các bạn, giờ này hẹn các bạn đến 9 giờ rưỡi live stream mà giờ này mình mới live stream được, gần 10 giờ rồi, 9 giờ, 10 giờ kém 15 mình mới live stream được, bởi vì thứ nhất là mới vừa đứng lớp về, mới vừa đứng lớp Beatbox 15 về luôn, vừa về tới nhà. Thì phát lên thì cái Facebook nó lại, cái điện thoại nó lại không có dây ngang được. Hồi nãy giờ chỉnh tới chỉnh lui hoài, mới vừa ốp rồi mở lên, bây giờ mới được. Nên là bây giờ mới bắt đầu live stream được. Mình mới vừa về luôn các bạn, mới vừa ở trên lớp về. Rồi chỉnh tới chỉnh lui, nãy giờ mới được đây. Chưa ăn tối luôn các bạn ơi. Nhưng mà đợi ăn tối nữa thì khuya quá rồi. Nên bây giờ live stream luôn, live stream xong rồi mới ăn tối. Vừa chạy vừa kịp tới nhà là lên live stream liền, mà tự nhiên cái máy nó lại bị vấn đề nữa. Bây giờ chúng ta chào nhau nhé các bạn ơi, chúng ta chào nhau. Các bạn nào đang xem live stream này thì chúng ta chào nhau. Các bạn đang ở khu vực vùng miền nào thì các bạn giới thiệu để mọi người cùng biết để chúng ta đang ở khu vực vùng miền nào. Và cái tiếp theo nữa là chúng ta chia sẻ cái live stream này đến cho nhiều người để cùng nhiều người biết các bạn. Làm sao cả 100 người, 200 người cùng xem cái live stream này nè. Chúng ta cùng nhau chia sẻ đi. Các bạn là ở khu vực nào, bạn Nữ Hoàng đang ở tỉnh nào? Bạn Ngô Hữu Phúc, bạn đang ở tỉnh nào? Bạn Vòng Hồng Tuyền, em đang ở đâu? Ok chưa? Tối nay mình live stream nhanh. Để mình còn ăn tối nữa, giờ này chưa kịp ăn tối luôn. Mình từ hồi chiều ăn gì đi rồi live stream thầy. Ok, không kịp. Ăn rồi thì không kịp. Nên live stream luôn. Tối nay thì Beatbox thứ 15. Các bạn hỏi dữ quá. Tính về sớm một chút xíu mà các bạn hỏi dữ quá nên là rốt cuộc không về sớm được. Cho nên mà các bạn nào chưa chia sẻ live stream thì các bạn bấm vào các bạn chia sẻ live stream đi. Bấm vào chia sẻ, mới có 6 bạn chia sẻ à. Và giới thiệu về mình. Và những người lạ, những các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn cũng giới thiệu để sau đó mình làm quen với các bạn. Ok, tranh thủ, bây giờ mình cũng chia sẻ nhanh. Ngày mai mình cũng có lớp 2 ngày nữa, ngày mai là lớp làm chủ khóa 139. Cả từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, trong 2 ngày, ngày mai. Mình đứng lớp 2 ngày mai. Rồi ngày thứ 2 mình cũng đứng lớp từ sáng cho tới tối luôn. Ngày thứ 3 cũng đứng lớp, lớp bùng nổ doanh số. Ngày thứ tư thì có tối thứ tư thì có lớp Beatbox, tới năm ngày tuần cả tuần sau là cực kỳ bận và rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ chia sẻ nhanh 10 cái ưu tiên trong cuộc đời của mình. Vậy thì cái ưu tiên thứ nhất là cái ưu tiên gì? Cái ưu tiên thứ nhất là về thời gian, đó là tuổi tác. Các bạn thấy là tuổi tác, ai cũng bị cái chi phối bởi những cái tuổi tác. Chúng ta đang bị chi phối lớn bởi cái tuổi tác, đó là cái đó là một cái trở ngại lớn nhất của cuộc đời của con người của chúng ta. Và chúng ta muốn làm cái gì, các bạn nên nhớ là chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta không có quá nhiều thời gian để mà chúng ta hẹn. Các bạn thấy chúng ta mất hết 20 năm đầu đời để lớn lên trưởng thành để đi học rồi. Và bây giờ chúng ta muốn làm được cái gì thì chúng ta phải lo, chúng ta làm liền. Nó là cái ưu tiên đầu tiên của chúng ta là thời gian và tuổi tác. Chúng ta không kịp. Lai hoai chúng ta già rồi. Chúng ta lớn tuổi rồi. Nên là chúng ta cần phải có một cái quyết định nhanh chóng và ngay bây giờ. Và tập trung toàn bộ những cái quyết định cho cái cuộc đời của mình. Trương già rồi nha Trương ơi. Lớn tuổi rồi, trung tính cũng không còn trẻ nữa nha, trung tính ơi. Bạn Nguyễn Thị Duyên Mai, không biết bạn bao nhiêu tuổi rồi, bây giờ tất cả các bạn giới thiệu tên tuổi của mình, bạn bao nhiêu tuổi giới thiệu ra đi bạn Hằng nữa, bạn Thúy Hằng, ok chưa, giới thiệu tuổi ra đi để chúng ta thấy rằng là chúng ta tính toán, chúng ta mất 20 năm đầu đời để chúng ta lớn lên và chúng ta trưởng thành. Và các bạn thấy không lên khoảng 50-60 tuổi nữa thì chúng ta như thế nào, chúng ta còn sống đó nhưng mà chúng ta không thể làm việc được. Bạn Lệ Xuân,
Ok, em còn khoảng có 20 năm nữa em làm việc thôi. À, bởi vì khi mà lên 50-60 tuổi thì chúng ta không thể làm việc được. Ngủ ngon sau một ngày mệt mỏi nhé, Nguyễn Thái Duy. Cái chuột chuỗi này là hình như là nó comment bằng phần mềm thì phải nha. Bạn Bình Nguyễn còn 17 tuổi, bạn rất là tuyệt vời. Bạn Trần Thanh Trung, em cũng còn có khoảng có 20 năm để em vùng vẫy thôi. Lên lớn tuổi chúng ta không thể làm được. Bạn Nguyễn Văn Thịnh, ok chưa? Bạn 25 tuổi thì bạn làm được cái gì rồi? Bạn Lưu Phương cũng đã 30 tuổi rồi. Mình năm nay 42 tuổi rồi. Nên tranh thủ viết sách đồ để lại cho đời rồi đây. À, bạn Đặng Thị Nhi, 28 tuổi rồi, đã ra làm kinh doanh chưa? Cái tuổi tác là cái mà nó sẽ chi phối cái cuộc sống của ta rất là nhiều. À, bởi vì chúng ta không thể sống muôn đời. Chúng ta có một cái cuộc đời nó cực kỳ ngắn ngủi. Nên chính cái tuổi tác là cái mà các bạn phải ghi xuống. Và các bạn biết rằng các bạn bao nhiêu tuổi rồi. Và các bạn cam kết cuộc đời của bạn, các bạn sẽ sống được bao nhiêu và bạn làm gì trong khoảng thời gian còn lại này. À, ok chưa? Hãy luôn ghi nhớ cái điều này. Bạn sẽ làm gì trong thời gian còn lại này. À, hãy ghi ngay. Mình biết rằng mình cùng lắm mình sống tới 70-80 tuổi. À, tuy nhiên tới 70-80 thì phần lớn không làm được cái gì. Nên bây giờ những việc còn lại là mình đã tranh thủ mình làm. À, các bạn hãy ghi rất là chi tiết vào. Bạn hãy làm gì trong cái thời gian còn lại này. Bạn Châu Ngọc Ẩn, bạn đã 39 tuổi rồi các bạn thấy không ạ. Bạn còn có 10-15 năm để bạn làm nữa thôi. Nên là phải đang cố gắng, phải làm hết mình. Bùi Thị Yến Nhi, 20 tuổi, còn quá trẻ. Còn khoảng 30 năm nữa để vùng vẫy. Nên là hãy tranh thủ làm, đừng có ngồi để suy nghĩ, đừng có đắn đo, đừng có sợ thua, đừng có sợ thất bại. À, cuộc đời nó thất bại nó cũng xứng đáng lắm các bạn ơi. Cái cuộc đời mà không làm gì á, đó là mới là cái cuộc đời rất là thậm tệ. Còn cái cuộc đời mà thất bại thì cuộc đời nó rất là ý nghĩa. Nên là chúng ta hãy làm. À, đặc biệt các bạn nào đi theo cái cách của mình thì mình luôn mong muốn các bạn ra sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp riêng. À, bạn Nguyễn Thanh Tuyền, 24 tuổi, ok chưa, rất là tuyệt vời. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì nhớ các bạn với mình nhé. Rồi cái thứ hai đó là con cái. À, hôm nay mình livestream nhanh, mình không có nói nhiều bởi vì đang đói bụng quá, chưa ăn tối luôn. À, thứ hai là con cái. Ok, giờ nếu mà con người chúng ta đã là làm người mà chúng ta không có con thì xem như là chúng ta thất bại. À, ok chưa? Chúng ta làm người mà chúng ta không có con cái, chúng ta lớn lên mà chúng ta không có con. Có nhiều người họ muốn sống độc thân, cái điều đó là cái điều không phù hợp. Ok chưa? Độc thân thì ra đảo mà sống đi. Chúng ta đang sống ở Sài Gòn này giữa đông người mà chúng ta cứ đòi độc thân thì cái điều đó là nó không phù hợp. À, nó là các bạn nhận ra điều này chưa? Nó là mà đã là con người thì cái trách nhiệm thiêng liêng nhất của con người đó là chúng ta cần phải có cho mình đứa con. À, ok, bạn Như Đặng cứ follow mình, chọn chế độ ưu thôi nha. Chúng ta cần phải có con. À, nếu bạn ok chưa, vì cái cớ gì đó mà bạn nghĩ rằng là bạn không có con, cái đó là cái sự bất hạnh lớn nhất của cuộc đời của mình. À, bởi vì có đứa con là cái đó là cái phần quà, đó gọi là phần quà ý nghĩa nhất. À, ý nghĩa nhất cuộc đời mà chúng ta cần phải có. Nó là nếu mà bạn nào chưa có con thì chúng ta phải xúc tiến. Ok chưa? Có gia đình và có con. Và chính đứa con đó chính là cái nguồn cảm hứng. À, nó là cái nguồn năng lượng. Nó là một cái di sản của bạn. À, mà bạn để lại. À, các bạn nào có con thì các bạn cảm nghiệm ra cái điều này. Ok chưa? À, nó là chúng ta phải tranh thủ để chúng ta gì ạ? À, thứ nhất là về tuổi tác, cái thứ hai là con cái, chúng ta phải tập trung vào cái điều này để chúng ta cái đó là cái món quà số 1 trên đời này, đó chính là chúng ta con cái. À, nếu mà chúng ta không có được cái con là phần quà quý nhất trên cuộc đời của mình, đúng rồi, bạn Lệ Xuân, bạn Tuyền đúng không, đang có baby, ok, chúc mừng em, điều này nó rất là tuyệt vời. À, bạn Hằng thì có con rồi, rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn Thị Linh, ok, Nguyễn Thị Linh thì cố gắng thôi Linh ơi. Ok, ông Linh ơi. À, ok, bạn Đỗ Hòa Điện Lạnh, ok, 27 tuổi, đang xúc tiến, đúng rồi, tranh thủ có vợ và có con, bởi vì nó vô cùng ý nghĩa. Nó ý nghĩa vô cùng các bạn ơi. À, và các bạn đừng có dùng dằn ở chỗ này. À, cái tiếp theo
đó là tích lũy cho mình tài sản. Các bạn như là cái tiếp theo là phải tích lũy cho mình tài sản. Chúng ta cần phải có những cái khoản tài sản. Ok chưa? Tài sản là những cái gì ạ? Là những cái mà chúng ta không làm gì hết nó cũng sinh ra tiền. Nó sinh ra cho cuộc sống của chúng ta những cái đồng tiền sinh sôi nảy nở. Tài sản thì nó có hai dạng, tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Tài sản hữu hình là những gì chúng ta nhìn thấy được mà nó tạo ra tiền. Tài sản vô hình là nó cũng tạo ra tiền cho các bạn, nó tạo ra cái mối quan hệ cho các bạn, nó tạo ra cái sức mạnh cho các bạn, và chính cái tài sản vô hình nó tạo ra cái tài sản hữu hình. Vậy thì chúng ta phải tích lũy cái tài sản hữu hình bằng cách nào? Chúng ta cần phải có nhà, có đất, có những cái vật mà nó như thế nào những cái vật ở xung quanh của chúng ta mà nó tạo ra tiền, nó giúp cho chúng ta có tiền. Công ty cũng là tài sản, thương hiệu sản phẩm của chúng ta cũng chính là tài sản. Nên chúng ta cần tích lũy tài sản cho mình. Và chúng ta cần tích lũy tài sản vô hình nữa, đó là trí tuệ của chúng ta, đó là sức ảnh hưởng của chúng ta, đó là uy tín của chúng ta, đó là tình yêu thương của chúng ta. Và khi chúng ta có nhiều cái tài sản vô hình thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những tài sản hữu hình. Hoặc là chúng ta có cho chúng ta những cái đứa con nuôi, cái đó cũng là tài sản của chúng ta. Nó là cái điều thứ tư ở đây, là chúng ta phải tích lũy cho mình cái tài sản. Mình nhắc lại cái điều thứ nhất là phải quan tâm đến tuổi tác của chúng ta, bởi vì chúng ta không thể sống mãi, chúng ta chỉ có vài chục năm để chúng ta sống. Cái thứ hai là chúng ta phải quan tâm tới con cái. Đã làm người thì chúng ta phải có con cái. Nếu chúng ta không có con cái, chúng ta mất đi ý nghĩa của cuộc làm người. Nếu các bạn không có con cái thì các bạn hãy đi tu, đừng có sống ở trên đời này mà không có con, vì con là cái món quà. Bởi vì chúng ta đi tu để chúng ta phụng sự lại cho xã hội, còn không là chúng ta phải sống gia đình của chúng ta thì chúng ta có con. Nếu mà các bạn không có con, các bạn không hiểu được ý nghĩa của việc làm người. Cái thứ ba là chúng ta phải tích lũy tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Chúng ta cần phải có những giá trị tài sản trên đời mình. Tài sản hữu hình nó sẽ mang tiền về cho chúng ta, tài sản vô hình đó là trí tuệ, đó là những cái nguồn lực xung quanh, và chính những nguồn lực đó nó cũng mang lại tiền cho chúng ta. Cái thứ tư, chúng ta cần phải có một công việc mà mình yêu thích. Các bạn nên nhớ vậy. Chúng ta cần phải có cho mình một cái công việc. Cái việc làm, cả làm người ở trên đời này thì chúng ta cần phải có việc. Và cái công việc đó là phải có công việc yêu thích. Chúng ta đừng có bị hoang phí cái cuộc đời này mà chúng ta làm cái việc gì mà chúng ta không yêu thích. Nếu các bạn đang làm việc, các bạn đang làm công, các bạn làm cho sếp, ok chưa, thì các bạn cũng hiểu rằng, ok chưa, sếp dù ổng nói cái gì ổng nói, bạn cũng tin tưởng vào sếp, nhưng mà đừng cứ phó thác những cái khát vọng của bạn mọi thứ cho sếp, mà hãy gì hãy biết chủ động làm chủ những cái công việc của mình. Có những bạn bị hút, bị sếp hút, và thế là suốt cuộc đời này bạn không làm được cái gì cho mình hết. Cái điều đó là tốt. Bạn bị sếp hút, bạn làm cống hiến cho sếp cũng là tốt, nhưng mà ở một cái giai đoạn nào đó thôi. Và tới một giai đoạn chúng ta cần phải gì chúng ta cần phải có gì phải có những cái chủ động công việc cho chính, cho riêng cái cuộc đời của mình. Chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng nghĩ sếp, ok, cái điều đó rất là tuyệt vời, nhưng mà nên nhớ chúng ta không thể sống mãi, và hãy chủ động cái công việc của cuộc đời của mình. Có một số bạn mới lần đầu tiên gặp mình, rất vui làm quen với các bạn, ok chưa, và rất vui là chúng ta kết nối với nhau. Các bạn nào ấy thì cái lần đầu tiên biết mình thì các bạn nhớ kết nối làm quen với mình. Các bạn nào mà chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn nhớ chia sẻ về, bấm vào nút chia sẻ đi, để các bạn nhớ, ok chưa.
Chứ còn không, các bạn không có nhớ, tối nay mình sẽ nói rất là nhanh. Bởi vì mới vừa đi về luôn, mới vừa đi cái lớp BB Pop 15 về. Đứng lớp xong cái về chưa kịp ăn tối luôn. Giờ này mình chưa ăn tối. Livestream cho bạn nói xong 10 cái này rồi mình mới ăn tối. Nên là tối nay mình nói rất là nhanh. Không phải như mấy buổi trước là mình nói cả tiếng rưỡi đồng hồ. Nên mình liệt kê rất là nhanh ra thôi, chứ mình không có dịp để mình giải thích rất nhiều. Chào bạn Minh Dũng, chào bạn Tô Phước Văn, ok. Rất là cảm ơn, rất vui làm quen với các bạn, ok chưa? Và các bạn nào mà có các bạn, mình dành một phút để mình quảng cáo về mình chút xíu nha các bạn. Dành một phút quảng cáo, ok chưa? Các bạn nào xa mà các bạn chưa đọc sách của mình thì các bạn nhớ đọc sách của mình nha. Mình có ba cái quyển sách này nè, Vượt Biển Lớn nè, Mỗi Ngày Một Chút Thôi nè, và Bì Dân Đầu Quay. Các bạn nào muốn mua sách mình thì các bạn inbox số điện thoại của mình sẽ gửi các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Ok, không quảng cáo nữa, bây giờ vào chủ đề, ok chưa? Bốn là chúng ta cần phải có cho mình một cái công việc yêu thích, làm cả một cái niềm cảm hứng và cả cái niềm đam mê. Bạn tập trung hết vào cho nó. Đừng bao giờ làm cái công việc mà bị ràng buộc. Lúc trẻ cần phải phát triển thì bạn làm như vậy được, nhưng mà khi mà độ tuổi chúng ta lớn rồi thì chúng ta phải tìm cái công việc mà ta yêu thích, chúng ta cống hiến. Bởi vì chúng ta không còn sống nhiều. Cuộc đời của chúng ta rất là ngắn. Nên là bạn nào mà không có được cái công việc yêu thích thì xem như là cuộc đời của các bạn như là nó không còn ý nghĩa nữa. Chào bạn Mai Suri. Các bạn vừa xem và các bạn vừa comment vào, các bạn vừa comment vào. Cái tiếp theo nữa là chúng ta cần phải có cho mình một cái căn nhà rất là tuyệt vời, căn nhà mình yêu thích. Thứ năm là cần cho có cho mình một cái căn nhà. Nếu các bạn sống trên đời này mà các bạn không sở hữu cho mình riêng một cái căn nhà, mà nơi cái không gian riêng đó chúng ta làm những điều chúng ta yêu thích. Cái căn nhà ở đây nó không đơn thuần là ở, mà nơi cái căn nhà đó chúng ta được trải nghiệm những cái thứ, tức là một cái nơi mà nó rất là đáng sống, một cái nơi mà chúng ta sau một thời gian về chúng ta sẵn sàng trải lòng với nó. Một cái không gian mà chúng ta mơ ước để chúng ta gì bày vẽ ra, chúng ta trang trí rất là nhiều thứ lên đó để chúng ta rất là thoải mái. Có thể là bạn ra khách sạn bạn ở chỗ nào cũng đỡ, thì thật sự là nó sang hơn nhiều, nhưng mà nó không phải là một cái không gian. Bạn Lê Xuân nói từ tổ ấm là đúng rồi. Chúng ta cần có một cái không gian riêng. Tại sao những người giàu họ luôn có một cái không gian riêng? Nếu chúng ta không giàu, chúng ta có không gian riêng thì chúng ta cũng giàu. Bạn hình dung chưa? Tại sao người giàu họ có cái không gian riêng? Họ có không gian riêng để họ thoải mái. Các bạn thấy ông Donald Trump, ông có không gian riêng, ông trên cái tòa tháp Trump cao đó. Để nơi đó chúng ta thoải mái, chúng ta làm những cái gì cho riêng mình. Thoải mái, rất là thoải mái. Nó là chúng ta cần phải có mục tiêu. Có cho mình ít nhất là một cái căn nhà mà chúng ta thoải mái, chúng ta trồng bông, trồng hoa, nuôi cá đồ gì đó, ok chưa? Phải tập trung vào để chúng ta có được cái đó. Phải tích lũy được đó. Chính vì chúng ta biết những điều đó quan trọng nên chúng ta khát khao, chúng ta làm, chúng ta mơ được các bạn. Còn nếu mà các bạn không liệt kê ra để các bạn sẵn sàng thì các bạn không được. Nói ra điều này có nghĩa là không có nghĩa là các bạn được rồi, nhưng mà chính các bạn ghi ra điều này thì các bạn sẽ được. Nên là sau nãy giờ thấy các bạn ít comment quá, các bạn ít comment vào để cho mình vui. Comment để nó có năng lượng các bạn. Các bạn comment để các bạn có năng lượng. Các bạn không comment các bạn không có năng lượng. Và mình thấy các bạn comment cái mình cũng năng lượng theo luôn. Cái số 6 là cái gì ạ? Là bạn bè. Okay. Sống trên đời này mà chúng ta không có bạn bè thì nó vô nghĩa. Bạn bè họ ảnh hưởng đến ta rất là mạnh. Những người bạn họ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta rất là mạnh. Nếu mà các bạn nào mà bạn bè ít quá và ít bạn bè thì nó cũng rất là, nó không có ý nghĩa các bạn. Tại sao người mà chúng ta đang ở gần nhau mà chúng ta không chơi nhau? Ok chưa? Chúng ta phải chơi nhau, nên là chúng ta cần phải có những người bạn bè, những người kết nối. Họ động viên của chúng ta, họ khuyến khích chúng ta, họ khen chúng ta, họ hưởng ứng chúng ta, thậm chí họ khích lệ chúng ta, thậm chí lâu lâu họ làm cho chúng ta vui, họ làm cho chúng ta cười. Đi xem phim, rủ một nhóm bạn bè đi xem, các bạn thấy nó tuyệt vời không ạ? Đi ăn, rủ nguyên một nhóm đi ăn, tuyệt vời.
đi uống cà phê cốc, rủ nguyên một đoàn uống cà phê, vui chịu không nổi, đi du lịch, rủ nguyên đoàn đi du du lịch, sướng, ok chưa? Có bạn bè, nên chúng ta, nếu mà bạn bè, bạn nào mà ít bạn bè và khó cho bạn bè, bạn hãy mở lòng ra, cuộc đời chúng ta sống không có nhiều, tuổi tác chúng ta đã lớn rồi, chúng ta không có nhiều. Chúng ta cần có những cái người bạn hiểu ý chúng ta để chúng ta trải lòng, thiếu bạn bè là không có được, ít bạn bè cũng không có được. Nên chúng ta cần phải kết nối với bạn bè. Bạn Thùy Lành chào thầy, em đã đọc vượt miệng lớn của thầy, em xúc động tuổi thơ của thầy, đọc sách thầy em nhiều năng lượng và suy nghĩ tích cực hơn. Cảm ơn về, rất cảm ơn bạn Thùy Lành, rất là vui làm em làm quen với bạn Thùy Lành thông qua cái quyển sách vượt miệng lớn của mình. Bạn Ngọc Bích, hay quá, chúng ta kết nối nhau cuộc đời có bao lâu đâu mà hững hờ. Đúng rồi bạn Ngọc Bích, ok chưa? Chúng ta mỗi ngày các bạn cần gặp một hai người bạn để chúng ta chia sẻ một cái câu chuyện gì đó, nhắn tin một cái gì đó, và gửi những điều yêu quý đó đến những người bạn của chúng ta, và chúng ta trao những cái món quà nhỏ và lớn cho những người bạn của chúng ta, thì cuộc sống chúng ta nó rất là ý nghĩa. Và một cái điều tiêu chí tụ họp bạn bè ra thì các bạn phải tuân thủ theo cái tiêu chí này, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ mà, là quý nhau, nói tốt về nhau, không được tụ họp lại nói xấu về nhau, cái đó là cái thói quen không có tốt. Chúng ta là người lớn, chúng ta không phải là con nít, ngồi nhau nói xấu về nhau là tầm bậy tầm bạ, không có đúng gì hết. Ngồi với nhau là tại sao chúng ta không được nói xấu về nhau. Bạn Tuấn Renick, chào thầy Duy, em cũng đang đọc sách của thầy, từ chị gửi xuống cho em, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Tuấn Renick rất là nhiều. Tại sao chúng ta không được nói xấu về nhau? Bởi vì mình cũng có những cái điểm mà bạn sẽ không thích mình, bạn cũng có những điểm mà mình sẽ không thích bạn. Tóm lại một điều, không ai làm cho ta thích hết được, và bạn cũng không có năng lực làm cho người khác thích bạn hết được. Điều đó có nghĩa là gì? Ai cũng đang có những cái khuyết điểm. Em đăng ký mua sách của thầy sao chưa thấy thầy giao hàng? Bạn Lê Thiên hả? Bạn đăng ký rồi nào? Bạn inbox cái số điện thoại cho mình đi bạn Lê Thiên ơi. Bạn inbox số điện thoại cho mình mà đi. Bạn hình dung chưa? Nó là không ai mà có cái năng lực mà làm cho người khác hài lòng hết, và bạn cũng không có năng lực làm cho mình hài lòng hết. Nên là sao ạ? Nên là sẽ có những người họ sẽ không thích ta là chuyện bình thường, và ta cũng sẽ không thích người khác hết là chuyện rất là bình thường. Có thể hôm nay là như thế nào ạ? Là mình với bạn chơi rất là thích, chúng ta thích về nhau, nhưng mà hôm sau một lý do gì đó chúng ta không thích, thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta lại đi nói xấu với nhau là không nên. Nên bây giờ tất cả chúng ta đều phải thống nhất để mà bạn bè chúng ta được kết nối lâu và chúng ta có những cái tình bạn rất là tuyệt vời, là tất cả chúng ta phải thống nhất nhau một cái luật nó như vậy. Đó là chúng ta hãy nhìn vào cái điểm xấu của cái điểm tốt của người bạn mình, và chúng ta học hỏi từ họ. Và sau đó là gì ạ? Chúng ta có nói với ai về một người nào đó là chúng ta nói về điểm tốt của họ. Phải nói về điểm tốt của họ, không được nói cái xấu và không được tiêu cực. Nếu mà bạn không thích người đó thì bạn giữ trong lòng, và bạn đi ra sông Sài Gòn, bạn quăng xuống sông để cho nó xong. Không được nói. Nói một hồi, nói xấu một hồi nó lây lan, nó chả giống ai hết. Mình người lớn mình đi nói xấu người khác chả giống ai hết. Nó rất là xấu hổ. Nó là bắt đầu từ bây giờ, các bạn mà thấy ai mà đi nói xấu người khác á, và cứ nhìn vào điểm xấu của người khác á, là cái đầu của họ nó xấu sẵn rồi. Người khác xấu hay không chưa biết, nhưng mà cái đầu họ nó xấu sẵn rồi. Ví dụ như Hoàng Trương, các bạn thấy Nguyễn Hoàng Trương ở này nè, các bạn thấy bạn Nguyễn Hoàng Trương không? Nếu mà bây giờ mình nói xấu Hoàng Trương, mà nói cái Hoàng Trương nó, tôi ghét Hoàng Trương lắm, các bạn thấy không? Thì Hoàng Trương nó xấu hay không xấu mình chưa biết, nhưng mà cái đầu mình xấu rồi. Tại vì mình nghĩ xấu về Hoàng Trương nên cái đầu mình xấu trước. Nên cái bạn nào ai mà đi nói xấu người khác á, là cái đầu bạn nó xấu trước, trước khi người đó họ xấu hay không thì tên sau. Nên là thay vì các bạn nói xấu Hoàng Trương thì các bạn phải nói tốt về Trương. Các bạn nói, ô, Trương này nó rất là tuyệt vời, nó còn trẻ mà nó rất là năng động, ok chưa? Nó chịu kết nối, nó chịu lăn xả, có điều nó bự con lắm, ok chưa? Bạn không có bự con bằng nó đâu, Trương nó bự con kinh khủng luôn, ok chưa? Ví dụ vậy,
các bạn hình dung chưa? Nó là chúng ta hãy tập trung vào cái điểm tốt của nhau, chúng ta khen nhau và chúng ta chơi nhau. Điều này rất là rõ. Như bạn Hồng Tiền nói anh Trương rất là đẹp trai, đúng rồi, phải nói như vậy á, chứ đừng có nói Trương xấu trai nó buồn. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là chúng ta hãy như thế nào chúng ta hãy dành những đó bạn bè như vậy á thì nó mới bền vững. Các bạn hình dung chưa? Bạn bè cứ gặp lại cứ ngồi nói xấu về nhau mà nói những cái con người đó bạn đừng có chơi, nó họ không có xứng đáng. Họ nói xấu người này được thì hôm sau họ nói xấu bạn. Ok chưa? Rồi ngày nữa họ lại nói xấu người khác. Họ sẽ nói xấu liên tục vậy thì họ thành cái thói quen rồi. Nên là mỗi lần mà chúng ta không thích ai thì chúng ta đem ra sông Sài Gòn chúng ta quăng xuống nha. Cái đó là cái ví dụ. Ok chưa? Để chúng ta cùng nhau kết nối nhau. Cảm ơn các bạn nào mà mới biết mình, các bạn nên nói như thế nào các bạn hãy kết bạn với mình nhé. Các bạn hãy kết bạn với mình. Ok chưa? Rồi tiếp tục. Cái số 7 là chúng ta hãy đi du lịch, dành thời gian đi du lịch. Chúng ta sống ở đất nước Việt Nam còn hơn 200 nước nữa các bạn ơi, và nhiều nước trên thế giới lắm. Mình đi du lịch liên tục mà cho tới giờ mình đi mới có mười mấy nước các bạn ơi. Và đến mỗi đất nước mình học được khối thứ, các bạn thấy không Các bạn thấy vừa rồi mình đi nước Anh, các bạn có nhớ không Và mình viết những cái bài viết về nước Anh rất là hay và rất là nhiều bạn gặp mình. Ok chưa? Kể thầy ơi, thói của em nghe gì tốt. Ok. Và như thế nào Và khi mà mình gặp một số bạn, các bạn nói rất là tuyệt vời. Sách mỗi ngày một chút chưa, tại xuất bản chưa, xuất bản lâu rồi, bán ra hết đợt 1 rồi, bây giờ đang in đợt 2 rồi. Ok, chúng ta đi du lịch, chúng ta dành thời gian đi du lịch. Và vừa rồi mình đến Dubai, Tết vừa rồi thì các bạn biết mình ăn Tết rồi tại Dubai mà cái đất nước Dubai nó rất là tuyệt vời. Ok chưa, đất nước Dubai nó luôn luôn rất là tuyệt vời. Họ sống giữa sa mạc nhưng mà họ rất là thành công và họ rất là giàu có. Bạn hình dung chưa? Và các bạn hãy lên kế hoạch, và gia đình của mình cũng đang mùa hè này Bambi nghỉ hè là gia đình của mình cũng chọn đi đi du lịch tiếp. Chúng ta hãy đi du lịch ở trong nước, bản thân mình ở trong nước một năm mình sẽ đến một nơi mới ở trong nước. Ở nước ngoài thì mình dự kiến là một năm mà đi tới 1 đến 2 nơi mới. Bạn hình dung giờ nó là các bạn nào đó ở các tỉnh á đang xem Beijing, mà ở các tỉnh đó các bạn chưa vào Sài Gòn này thì sẵn bay vào Sài Gòn này và ghé Beijing học luôn, vừa đi du lịch vừa đi chơi. Tháng 7 này mình dẫn nguyên đoàn đi Singapore. Singapore mình đi cho tới giờ chắc cũng đã 30 lần rồi các bạn ơi. Và mình dẫn các bạn đi để gì để các bạn biết cách đi nước ngoài nó như thế nào, để dẫn đi để chia sẻ kinh nghiệm. Những năm trước mình còn rảnh, mình dẫn nguyên đoàn đi Lào, dẫn nguyên đoàn đi Myanmar. Rồi mình dẫn nguyên đoàn đi Moscow đi đến nghe. Bạn hình dung ra điều này chưa? Và còn trẻ thì chúng ta hãy đi. Lớn lớn tuổi sao đi? Lên 60 tuổi sao đi? Có tiền rồi, lên 60 tuổi có tiền cũng đâu làm sao đi? Lên 60 tuổi đi biết thưởng thức ăn uống nó gì được, đi nhiều nó mệt làm sao các bạn đi được? Còn trẻ nó đi. Các bạn ơi, các bạn nào mà học trong lớp mình là mình bắt các bạn đi đó, mình bắt các bạn phải đi, phải đi nhiều nước. Không đi thì chả biết gì đó. Tức là chúng ta không đi thì chúng ta giống như ếch ngồi đáy giếng vậy đó. Khi chúng ta đi ra, chúng ta mở mang thì con người chúng ta nó sẽ rộng khắp hơn. Nó là một cái còn lại là các bạn phải chinh phục các nước khác bằng con đường du lịch. Đó là cái thứ 7. Ok, cái thứ 8 hôm nay mình chia sẻ nhanh các bạn ơi. Ok chưa? Mình chia sẻ nhanh tại ngày mai mình đứng lớp cả ngày nữa, bây giờ thì chưa ăn tối luôn. Ok chưa? Mới vừa đứng lớp về cái chưa kịp ăn tối lên live stream liền. Ok chưa? Nên là hôm nay mình, bạn Trương mua sách thì inbox thầy nhé. Ok, bạn nào mua sách thì nhớ inbox mình, sách mỗi ngày một chút mình có lâu rồi. Ok chưa? Rồi cái thứ 8 cái thứ 8 đó là trí tuệ. Ok chưa? Nếu mà chúng ta ở trên đời này mà chúng ta thiếu trí tuệ thì không có được. Ok, chúng ta cần phải có trí tuệ rất là tuyệt vời, có suy nghĩ rất là tuyệt vời. Một con người có trí tuệ là một con người mà cái cuộc sống này nó có rất là ý nghĩa. Đặc biệt đi ra làm kinh doanh là phải có trí tuệ.
Có nhiều người cứ nói ra làm kinh doanh là phải có tiền, mà nói no, các bạn có thể đi kiếm tiền. Hãy nhớ nè, các bạn có thể đi kiếm tiền với cái gì ạ? Với cái túi không tiền. Nhưng các bạn không thể đi kiếm tiền với cái đầu rỗng. Bạn hình dung chưa? Bạn có thể đi ra ngoài kiếm tiền với cái túi rỗng. Bạn có thể đi kinh doanh với cái túi hoàn toàn rỗng. Nhưng bạn không thể đi kinh doanh với cái đầu rỗng. Điều đó, các bạn hình dung ra điều này, trí tuệ nó quan trọng à? Rất là quan trọng. Cái đầu mà rỗng không làm ăn được cái gì đó. Nên là chúng ta cần phải tập trung vào trí tuệ, phải học hành, nâng cao trí tuệ để chất lượng cuộc sống của chúng ta nó tốt hơn. Các bạn thấy một người mà họ không học á, thì cái cảm nhận của họ nó rất là xấu, nó rất là thấp. À, bạn còn nhận ra điều này chưa? Cái cảm nhận của họ nó rất là thấp, cảm nhận họ về cuộc sống của chúng ta nó rất là thấp, họ không hiểu đó. À, nói cái gì họ cũng không hiểu. À, họ không cảm nhận được cái thế giới xung quanh này. Ủa gì họ thiếu gì ạ? Họ thiếu kiến thức. À, họ thiếu những kỹ năng, họ thiếu những chuyên môn. À, nên là chúng ta sống trên đời này á, thì chúng ta phải cho chúng ta được phép am hiểu nhiều thứ. Mà muốn am hiểu thứ thì chúng ta phải học. À, cái đầu chúng ta không có được rộng, nên nhớ phải luôn phấn đấu để cái đầu chúng ta am hiểu nhiều thứ. À, tại sao tối hôm nay mình chia sẻ các bạn điều này? Bởi vì mình tìm hiểu, mình biết thì mình chia sẻ. À, và liên tục như vậy, nếu mà các bạn thích thì tối mai mình lại chia sẻ với các bạn tiếp. Mình đi dạy về mình chia sẻ tiếp. Mình chia sẻ 10 điều để các bạn đi du lịch, các bạn thích tối mai mình chia sẻ về chủ đề đó không? Ví dụ vậy. Tại sao mình biết điều đó? Bởi vì mình đi du lịch hoài. Mình xách gói lên mình đi du lịch hoài. À, mình đi phượt hoài nên mình biết. Tối mai các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ 10 điều để chúng ta đi du lịch tốt không? Nếu ok thì các bạn comment vào 10 điều để chúng ta đi du lịch tốt. Ok chưa? Ví dụ vậy. Nó rất là nhiều cấp. À, vậy thì nếu mà các bạn 10 điều để chúng ta đi du lịch rất là tuyệt vời mà ít tốn kém, ghi chủ đề đó vô luôn này. Tối mai mình sẽ chia sẻ bạn cái chủ đề đó, 10 điều để chúng ta đi du lịch nước ngoài. Đi du lịch nước ngoài nha, mình không có chia sẻ du lịch trong nước. Đi du lịch nước ngoài tự đi mà nó như thế nào à, mà giúp cho chúng ta ít tiền rẻ nữa mà tự đi được, và chúng ta sẽ xách gói lên và chúng ta đi khắp thế giới này. Cho tới giờ mình đi được 10 mấy nước rồi, nó rất là tuyệt vời các bạn ơi, rất là tuyệt vời. Không cần phải tiền nhiều mới đi du lịch được, tại các bạn chỉ biết cách thôi. À, và chúng ta sẽ đi khắp mọi nơi trên thế giới này, ý nghĩa lắm các bạn ơi. Nên các bạn ghi vô, tối mai lúc 9 giờ, lúc 21:30 sau khi mình đi dạy về, mình đứng cái lớp về, mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Ok chưa? À, chờ mình. À, ok chưa? Nó là chúng ta cần phải có trí tuệ. Có trí tuệ thì mới chia sẻ được, không có trí tuệ không có chia sẻ được. Ok chưa? À, các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời thì các bạn comment và các bạn tuyệt vời, và các bạn nhớ chia sẻ cái livestream này về để các bạn nhớ luôn. Các bạn không có chia sẻ livestream này về thì các bạn không có nhớ đâu. À, ok chưa? Rồi, chúng ta hãy như thế nào à? Hãy lên kế hoạch quan tâm đến gia đình lớn của mình, anh chị em, bà con, dòng họ của mình. À, ok chưa các bạn ơi? Hãy dành cái sự quan tâm, chăm sóc cho gia đình lớn của mình. Đó, bởi vì đó là cái nôi. Bởi vì sao à? Khi mà bạn nhắm mắt mà bạn không làm tốt điều này, bạn không bao giờ an lòng hết. Bạn không bao giờ an lòng hết, bạn không bao giờ nhắm mắt ngon hết. Cái hối hận, hối tiếc của rất là nhiều người khi họ nhắm mắt là họ gì à? Họ dành quá nhiều thời gian cho công việc, cho cuộc sống, mà họ quên đi mất cái gia đình của mình, ba mẹ của mình. Nếu ngày mai mà bạn chưa làm, thì ngày mai các bạn có thể gì à? Những người đã mất thì các bạn như thế nào à? Bạn dặn hãy dành thời gian đi ra mồ mả liền, thắp nén nhang. Nếu ai đó mà chưa gì mồ mả của bà con nhỏ ta chưa xây được, thì các bạn hãy dành thời gian để các bạn xây mồ mả đi. Dành chút tiền kinh phí các bạn xây mồ mả đi. À, ok chưa? Và nếu bạn nào mà lâu nay chưa quan tâm tới gia đình của mình, thì hãy dành thời gian
cho gia đình lớn của mình, cho ông bà của mình, cho những người ở chung quanh mình. Đôi khi chúng ta làm việc và chúng ta quên mất điều này là không nên. Chúng ta dành thời gian cho những việc đó, chúng ta dành thời gian cho bạn bè, chúng ta dành thời gian cho đi nhậu mà chúng ta không dành thời gian cho những người thân yêu của mình, là điều này là điều nó không nên. Và trong cái hạnh cuộc đời của mình, bạn phải lập ra cái điều này. Kể cả những người đã mất và những người còn sống. Ok chưa? Chứ chúng ta không có được nói bận rồi lại đi dành cho các cái cuộc nhậu, dành cho thời gian đi nói xấu người khác, dành cho thời gian lên mạng phán xét người khác mà không dành thời gian cho chính mình, thì cái điều đó nó không có nên. Nên là các bạn phải nên nhớ cái điều đó. Ok. Cái số 10 rất là quan trọng là dành cho chính bạn. Ok chưa? Con người ai cũng có cái bản năng và có những cái cảm xúc, và bạn cần có những cái giây phút dành cho chính mình. Ok, người yêu cũng là người thân của mình đó bạn Trang Nguyễn. Ok, nếu mà bạn liệt người yêu là thành người dưng thì ok, bạn không cần dành thời gian quăng nó qua ở một bên đi. Còn nếu mà bạn liệt người yêu và cái dạng người thân thì ok, bạn phải dành thời gian cho họ. Ok không bạn Trang Nguyễn ơi? Nên là tùy cái góc nhìn của bạn thôi. Số 10. Ok chưa? Bạn Ruby Nguyễn nói kinh doanh giàu đi, nghĩa là sao bạn? Ok chưa? Vậy là bạn không theo dõi cái livestream này đúng không? Chúng ta đang theo dõi cái livestream này theo cái dòng. Ok chưa? Cuối cùng thì chúng ta phải dành cho chính mình, dành cho cái cảm xúc của mình, dành cho bản năng của mình. Ok chưa? Chúng ta thích cái gì thì chúng ta hãy ăn đi. Chúng ta thích vẽ thì chúng ta ra, chúng ta cứ ngồi chúng ta vẽ đi, đừng có cần phải người khác khen đẹp rồi mình mới vẽ, không cần. Chúng ta vẽ vì chính bản thân của chúng ta. Các bạn nhận ra điều này chưa? Chúng ta vẽ vì chúng ta yêu nó. Các bạn thích trồng hoa thì các bạn cứ ra các bạn trồng hoa đi, đừng cứ vì người ta khen rồi mình mới trồng. Dành cho chúng ta, trả lại cho chúng ta. Con người của chúng ta rất là kỳ lạ. Khi mà chúng ta có cái gì, muốn nghĩ cái gì thì chúng ta lại không chịu. Chúng ta cứ nhường hết cho người này, chúng ta cứ nhường hết cho người kia, chúng ta lại nhường hết cho người nọ. Bạn Nguyễn Thuyết mua sách của mình, cảm ơn bạn rất là nhiều. Ngày mai, ngày mốt các bạn, các em nó phụ trách nó sẽ gửi cho. Chào bạn Ruby Nguyễn ha. Chắc là lần đầu tiên bạn quen biết mình, nhớ các bạn với mình nhé. Những cái người mà họ không chịu, đúng rồi, thích ngồi nghe nhạc trên thì ngồi nghe đi, đúng rồi. Nên là hãy trả cho mình. Những người mà họ không trả cho mình thì sau này họ trách đời, họ trách đời dữ lắm. Nên là chúng ta cần phải trả cho mình. Các bạn hiểu chưa? Dành cho mình nghĩa là trả cho mình. Thích cái áo đó thì ngày mai đi mua cái áo đó đi. Chúng ta cứ nhường cho người này, nhường người kia, lại quên mình thì không có được. Ok chưa? Các bạn hình dung chưa? Ok chưa? Và vừa rồi mình chia sẻ bạn 10 điều đó. Các bạn nên nhớ trong cuộc đời của mình phải chia sẻ 10 điều đó. Và làm cái gì thì cũng phải thực tế. Tiền bạc, các bạn nên nhớ, tiền bạc chính là cái gì ạ? Tiền bạc chính là cái gì ạ? Là cái quan trọng nhất để chúng ta tiến tới 10 cái mục tiêu vừa rồi mà nói. Bạn hình dung ra điều này nè chưa? Chúng ta có 10 cái mục tiêu đó, 10 điều quan trọng đó, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không làm được. Nếu gì Nếu chúng ta không có tiền bạc. Bởi vì tiền bạc nó giúp cho bạn giải phóng ước mơ. Không có tiền bạc thì ước mơ bạn nó cũng chỉ là ước mơ. Tiền bạc nó giúp cho bạn thực hiện được ước mơ. Và nếu mà bạn còn khó khăn về tiền bạc thì còn lâu lắm các bạn mới thực hiện được những 10 điều kia. Vậy thì làm sao để chúng ta có tiền bạc? Thì chúng ta phải ra kinh doanh. Ok chưa? Chúng ta phải ra kinh doanh để chúng ta tạo ra tiền bạc. 10 điều vừa rồi mà nói các bạn thấy tuyệt vời mà, tuyệt vời. Nhưng mà làm sao để thực hiện nó? Các bạn làm sao để thực hiện nó? Chúng ta phải có tiền. Mà muốn có tiền thì phải ra làm kinh doanh. Đi làm công có tiền thì nó hơi bị căng đấy. Các bạn nhận ra điều này chứ? Có tiền nên nó giải phóng ước mơ, giải phóng cái nguyện vọng của chúng ta. Bạn Lê Thiên, em lấy cuốn Vượt Biển Lớn và mỗi ngày một chút thôi. Số điện thoại của em ở Long Phước quận 9. Ok,
Cảm ơn bạn Lê Thiên rất là nhiều. Bạn nào mà chưa có sách thì các bạn nhớ các bạn mua sách của mình, các bạn về đọc để các bạn hiểu hơn về mình. Nó là chừng cuối cùng thì chúng ta phải có tiền, và muốn có tiền thì chúng ta phải biết làm kinh doanh. Mà muốn biết làm kinh doanh thì chúng ta phải có kiến thức, có kỹ năng, có kinh nghiệm. Bạn muốn lái xe được thì bạn phải có kiến thức về lái xe, học những kỹ năng về lái xe và có kinh nghiệm lái xe thì chúng ta mới lái xe được. Bạn muốn làm kế toán được, bạn cũng phải có kiến thức, bạn cũng phải có kỹ năng, bạn cũng phải có kinh nghiệm thì bạn mới làm kế toán tốt được. Đi ra kinh doanh cũng vậy, bạn cần phải có kiến thức về kinh doanh, kỹ năng về kinh doanh và những kinh nghiệm về kinh doanh. Bạn hình dung chưa? Vậy thì muốn có cái đó thì chúng ta phải đi học. Chúng ta đừng cứ ngồi, chúng ta cứ toan tính hoài và chúng ta thiếu nó thì làm sao mà chúng ta làm việc. Nó là chúng ta phải lên một cái bản kế hoạch rất là chi tiết để chúng ta tạo ra tiền và chúng ta tạo ra thu nhập. Và luôn luôn nghĩ thoáng, nghĩ rộng. Ok, đừng có để cái sự nghi ngờ, cái sự tiêu cực nó nằm ở trong đầu của mình thì chúng ta không thể phát triển cao được. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Và mình quảng cáo một chút xíu, mình có ba cái quyển sách này: quyển sách Vượt Biển Lớn, quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi và quyển Bì Dân Đầu Quay. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy gì à? Hãy mua sách của mình về đọc. Ok chưa? Và mình chuẩn bị ra quyển sách thứ ba là quyển về kinh doanh trong thời đại 4.0. Ok chưa? Và chúng ta mới như qua. Các bạn nào mua sách mình thì cứ inbox cho mình nhé. Khắp mọi miền đất nước đều gửi được hết, gửi đến tận nhà của các bạn luôn. Và ngày mai mình sẽ chia sẻ các bạn chủ đề như hồi nãy mình nói đó. Ngày mai mình sẽ chia sẻ các bạn chủ đề là gì ạ? 10 cách tiết kiệm tiền để khi bạn đi du lịch nước ngoài. Ghi vô 10 cách tiết kiệm tiền khi chúng ta đi du lịch nước ngoài. Chủ đề hôm nay là mình chia sẻ 10 điều và có một số bạn comment lên đó, nên là các bạn chào bạn Thanh Bùi. Rất là vui được làm quen với bạn Thanh Bùi. Và các bạn như thế nào mà các bạn ghi, các bạn nào hồi nãy giờ xem đầy đủ á, các bạn nên ghi lên hết này để cho các bạn vào sau các bạn xem. Và một điều nữa là các bạn nhớ chia sẻ cái livestream này về trang nhà các bạn để các bạn lưu, để các bạn nhớ. Nếu các bạn không chia sẻ thì các bạn quên mất đi. Mình báo cho các bạn biết là mình rất là vui. Mới ngày hôm qua một cái tin rất là vui các bạn, một cái tin rất là vui. Các bạn có muốn mình chia sẻ mà ngày hôm qua thì có một đối tác ở bên YouTube, họ liên hệ với mình. Họ nói ra mình rằng là cái trang YouTube của mình thì những gì mình chia sẻ nè các bạn không? Những gì mình chia sẻ nè. Bạn Đoàn Quý Lâm, nhà báo Đoàn Quý Lâm, các bạn thấy nhà báo Đoàn Quý Lâm vừa đăng ký ba quyển sách thứ hai, Em Ghé Văn Phòng Lái. Ok, bạn Đoàn Quý Lâm rất là tuyệt vời. Bạn Đoàn Quý Lâm, nhà báo Đoàn Quý Lâm là cái người mà viết viết lời cho mình, viết lời cho mình cái quyển mà Vượt Biển Lớn. Các bạn nào mà mua cái quyển Vượt Biển Lớn thì các bạn thấy cái lời giới thiệu là nhà báo Đoàn Quý Lâm. Các bạn thấy bạn Đoàn Quý Lâm đang ở trên Facebook nè, đang xem livestream nè, mới vừa nói đăng ký ba quyển sách sáng mai thứ hai, Em Ghé Văn Phòng Lãi nè. Ok chưa? Thì các bạn làm quen với bạn Đoàn Quý Lâm thì các bạn hãy kết bạn với bạn Đoàn Quý Lâm. Bạn là người mà giúp mình giới thiệu, viết cái lời giới thiệu đây. Ok chưa? Trong cái quyển sách Vượt Biển lớn đây. Ok chưa? Các bạn thấy nhà báo Đoàn Quý Lâm. Ok chưa? Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngày mai cái chủ đề ngày mai rất là hay. Mình sẽ chia sẻ cho bạn 10 cách để chúng ta tiết kiệm tiền đi du lịch nước ngoài. Như hồi nãy mình nói đó. Thầy ơi, cứu mỗi ngày một chút thôi, em đặt được gửi chưa? Ok, em inbox số điện thoại của mình để cho các bạn biết. Những cái cách đi du lịch nước ngoài nó rất là tuyệt vời. Và đây là những cách mà mình dùng trong những năm qua. Và mình nói 10 cái mục tiêu trong cuộc đời thì các bạn thấy mục tiêu số 8 là mục tiêu là chúng ta phải đi du lịch. Có phải như vậy không ạ? Và ngày mai chính vì yếu tố đó, hồi nãy chia sẻ tới đó, thì mình sẽ chia sẻ bạn 10 cách để chúng ta đi du lịch nước ngoài mà tiết kiệm tiền. Và sau cái tối mai, cả ngày mai mình bận đứng lớp, nhưng mà tối mai về mình cam kết, tối mai 9:30 tối mai về mình sẽ chia sẻ bạn cái điều tuyệt vời này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tối nay bữa cuối tuần các bạn ngủ rất là ngon.
bây giờ mình phải đi ăn cơm tối đã, chưa đi ăn cơm tối, mới vừa đứng lớp về cái về nhà live stream liền. Bây giờ đi ăn tối nghỉ rồi cái sáng mai 5 giờ sáng dậy chạy tập thể dục. Ngày mai mình có những cái bài chia sẻ rất là hay ở trên Facebook. Sáng mai các bạn dậy sớm, các bạn lên Facebook mình các bạn đọc nhé. Các bạn nào mà đã chia sẻ với mình rồi, các bạn nào mà lên xem đoạn chia sẻ mình thì các bạn nhớ muốn thấy những bài viết của mình thì các bạn bấm vào cái theo dõi rồi các bạn chọn xem trước, thì tự nhiên cái bài viết mình của gì thì nó mới lên, nó hiện lên trên đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc bạn một buổi tối rất là ngon, ngủ ngon, làm việc và tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời trong buổi tối hôm nay. Bye bye các bạn nhé.